À, và các anh chị, theo các anh chị thì giá cho căn penthouse này là bao nhiêu tiền? Và căn penthouse này với tổng diện tích là 251 m², sở hữu lên đến 4 phòng ngủ. Tất cả các phòng ngủ đều có nhà vệ sinh riêng, một không gian phòng khách kết nối với không gian phòng bếp mà anh đang ngồi đây. Nó cực kỳ là thoáng mát, cực kỳ là chill và cực kỳ là sống sành điệu luôn ạ. Và một không gian sống đẳng cấp thượng lưu như thế này. À, nệm ấm chân em như thế này cực kỳ là chill luôn đúng không các anh chị? Rồi chúng ta cùng khám phá không gian nhà vệ sinh ở phía bên trong của căn penthouse này nha. Mặc dù là tuy nó không có quá thực sự đẳng cấp giống như những căn penthouse hàng trăm tỷ, nhưng với một căn penthouse với tài chính là 16 tỷ 240 triệu như thế này thì cũng khá là phù hợp cho phân khúc mà các anh chị thích sở hữu cho mình một cái không gian sống ôm trọn Biển Đông, mà vị trí là ngay vị trí trung tâm của thành phố biển Nha Trang như thế này. Thì bây giờ thì anh sẽ nói lại về thông số của căn nhà cũng như là công năng của căn penthouse này cho tất cả các anh chị mình cùng nắm nha. À, và bây giờ thì anh cùng xin phép giới thiệu sơ qua về tổng căn penthouse cực kỳ là rộng ôm trọn Biển Đông tại khu biển Nha Trang này cho tất cả các anh chị mình cùng xem với nha. Thì tổng căn penthouse này với diện tích là 251 m², sở hữu một chiếc view ôm trọn cả Biển Đông. Mỗi ngày các anh chị thức dậy, cô chú thức dậy là thấy được một cái gọi là một cái không gian rất là đáng sống và mát mẻ. Không gian này nằm tọa lạc tại con đường Trần Phú, một trong nhiều con đường rất là giá trị của thành phố biển Nha Trang. Bây giờ chúng ta cùng khám phá cái không gian phòng đầu tiên, có rất là đầy đủ trang thiết bị dành cho tất cả các anh chị chỉ vào sử dụng thôi. Thì với thiết kế là bốn phòng ngủ, một phòng khách nhìn trọn Biển Đông, một không gian kết nối rất là rộng và hợp là đẳng cấp như thế này thì các anh chị tha hồ mà trải nghiệm, tha hồ mà đẳng cấp, tha hồ mà sở hữu một cuộc sống thượng lưu tại khu biển Nha Trang. Đấy. Và tiếp theo thì các chị cũng sẽ sở hữu được một không gian sống cũng như là chứng minh được là mình đang sống tại một cái cuộc sống rất là đẳng cấp và nó là trên cả đẳng cấp luôn đó các chị ạ. Và đây chính là không gian của phòng khách, nó rất là rộng và được bao trùm bởi, và đó là bởi một chiếc view, đó là phía sau tay anh là view biển. Và vị trí này là một trong những vị trí đặc biệt sẽ tạo nên một cái căn này được thiết kế với 5 căn liền kề, view trực diện Biển Đông và kết nối lại với nhau tạo ra một không gian sống rất là đẳng cấp như là như các anh chị đang nhìn thấy đây ạ. Với một lối thiết kế hiện đại tông màu trắng sáng tạo nên một phong cách rất là sang trọng. Có một điều đặc biệt là nơi đây sẽ giúp cho gia đình của các anh chị kết nối lại với nhau xung quanh như là một không gian sống riêng biệt. Bản thân em là một người phụ nữ cũng rất là thích những cái không gian bếp mà nó có đầy đủ trang thiết bị về bếp và một cái lối sống rất là lành mạnh như thế này. Đây, đây chính là nơi đáng sống của tất cả các chị đây ạ.
Và đây là căn penthouse duy nhất tại tòa nhà 39 tầng, tòa lạc tại căn hộ Mường Thanh, Khánh Hòa. Địa chỉ là 04 Trần Phú ở phường Xuân Hương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Vị trí với hai chiếc view, đó là một chiếc view biển và một chiếc view sông cái, rất là mát. Như các anh chị biết đó, với thiết kế cũng như là công năng của căn nhà rất là nhiều phòng, lên đến 4 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh, không gian phòng khách cực kỳ là rộng, liên ra không gian bếp, tạo nên một cái không gian sống thật là đẳng cấp. Và một điều đặc biệt là các anh chị có thể sở hữu được một cái không gian phải nói là đầy biển, lúc nào cũng nhìn thấy biển đấy, với đầy đủ công năng. Anh chị, theo các anh chị thì giá cho căn penthouse này là bao nhiêu tiền? Thì anh xin tiết lộ nè, chỉ có 16 tỷ 240 triệu là các anh chị có thể sở hữu ngay một căn penthouse view biển với tổng diện tích lên đến 251 m², công năng lên đến 4 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh, và đặc biệt là nằm ngay trung tâm của thành phố biển Nha Trang, với pháp lý là hợp đồng mua bán. Rồi, còn chần chờ gì nữa, các anh chị hãy alo cho anh để đi tham quan cũng như trải nghiệm không gian sống tại căn penthouse này nhé.